Quý vị và các bạn thân mến, chứng hôi miệng là một thuật ngữ đặc biệt được dùng để mô tả tình trạng hơi thở hôi có nguồn gốc từ trong khoang miệng. Hôi miệng là chứng bệnh tuy không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng nhưng lại gây ảnh hưởng không hề nhỏ khi giao tiếp, khiến cho người bệnh cảm thấy mất tự tin. Việc tìm hiểu nguyên nhân và những vấn đề xung quanh về bệnh hôi miệng sẽ giúp tìm ra cách khắc phục được tình trạng này. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dùng nên sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Trong miệng mỗi người đều có hàng triệu vi khuẩn đủ loại sinh sống. Khi nước bọt đầy đủ, nước bọt sẽ làm trung hòa axit và các loại men làm cho vi khuẩn hoạt động vừa phải và được kiềm chế. Khi miệng khô, thiếu nước bọt, các loại mảng bám, thức ăn thừa sẽ không bị nước bọt đẩy trôi, trong khi các vi khuẩn lại tha hồ hoạt động. Chính vì thế gây ra bệnh hôi miệng. Đây là một hội chứng bệnh không hề hiếm gặp, chiếm 40% dân số. Bệnh không gây nguy hiểm cho người bệnh nhưng lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống thường ngày. Người mắc phải chứng bệnh này thường mất tự tin và bối rối khi giao tiếp. Hơi thở khó chịu là do sự kết hợp các hợp chất lưu huỳnh bay hơi gọi là VSC, chẳng hạn như H2S, CH3SH và CH3CH3. Đây là tình trạng không hiếm gặp nhưng người bệnh thường e dè ngại ngùng nên không dám đến gặp các bác sĩ chuyên khoa. Trên thực tế, đây là chứng bệnh dễ chữa nếu như người bệnh tìm hiểu được đúng nguyên nhân. Cái bệnh hôi miệng ấy, là cái bệnh mà rất nhiều người bị mắc cái bệnh này. Và theo thống kê thì có tới 40% là người mắc bệnh về bệnh hôi miệng. Tức là bệnh hôi miệng, tức là bệnh trong cái khoang miệng ấy, nó phả ra cái mùi nó khó chịu, thế gọi là bệnh hôi miệng. Theo các bác sĩ, với căn bệnh như hôi miệng, quá trình điều trị, hỗ trợ điều trị đòi hỏi phải kiên trì dựa trên phương pháp đúng. Với một số bệnh nhân mắc phải các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm họng, viêm phổi, viêm amidan, bệnh về đường tiêu hóa như trào ngược dạ dày, thực quản, sinh ra hôi miệng thì không phải là thứ có thể cải thiện một sớm một chiều. Do đó, việc lựa chọn đúng loại sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh và tuân thủ lộ trình sẽ giúp người bệnh kiểm soát, điều trị được bệnh hôi miệng. Sản phẩm Detox Nano này hoàn toàn bằng thảo dược thiên nhiên. Tôi thì cũng sử dụng một liệu trình mà thấy nó khỏi hẳn đấy. Thật sự ra là cái rất là hay. Cái sản phẩm Detox Nano này thì có 4 dạng. Một là viên ngậm, viên uống, nước xịt và nước súc miệng. Đấy. Cái bệnh hôi miệng nói chung là nó không nguy hiểm nhưng mà nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cái giao tiếp, đến quan hệ với mọi người, mà nhất là mấy vợ nhiều lúc gần gũi cũng như là ở gần cũng nói là rất là bất tiện. Thật sự ra là mình mà biết sớm đến sản phẩm Detox Nano này thì rất là tốt, rất tuyệt vời. Cái Detox Nano này thì nó câu một cái gọi là công thức thì rất là hoàn hảo đi, bao gồm thành phần rất là nhiều cái thảo dược là quý như là xạ can, rồi hoắc hương, thế rồi tử hoa, rồi địa đinh, rồi cắt cánh và bạch chỉ, vân vân. Thì những thảo dược này là hoàn toàn thảo dược rất là quý và đem lại cái hiệu quả điều trị rất là cao cho những người mà mắc chứng bệnh về hôi miệng. Thế cái sản phẩm này ấy, thì áp dụng cho rất nhiều các cái lứa tuổi, từ người già rồi đến người trẻ, nói chung là sử dụng rất là rộng rãi. Detox Nano bao gồm một bộ sản phẩm với sự kết hợp của viên uống, ngậm, nước súc miệng và xịt thơm miệng. Tất cả đều được nghiên cứu, sản xuất bằng công nghệ cao với chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên. Bên cạnh đó, Detox Nano được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế GMP, được Bộ Y tế cấp giấy phép lưu hành nhiều năm qua, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định dược liệu của bài thuốc cũng như các quy định của pháp luật. Ngoài ra, để đạt được hiệu quả tối đa, người dùng khi sử dụng các sản phẩm Detox Nano cần thực hiện chế độ sinh hoạt hợp lý. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.